Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Chương trình phát thanh những câu chuyện đời. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Những Câu Chuyện Đời, chương trình do công ty cổ phần Quảng Cáo Nhất thực hiện, phát sóng liên tục các ngày trong tuần trên các đài phát thanh truyền hình Đông và Tây Nam Bộ. Chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, phát lúc 12 giờ Chủ Nhật và 12 giờ thứ hai trên đài phát thanh truyền hình Cà Mau, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 thứ bảy và 22 giờ Chủ Nhật trên đài phát thanh truyền hình Bình Phước, phát lúc 5:35 và 11:47 thứ năm, phát lần hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Long An. Quý khán giả thân mến, mỗi tuần chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý khán giả thân mến, cuộc sống luôn có những trắc trở khó khăn mà không ai có thể dự đoán hay biết trước được. Con người đổ mặc cho rằng đó là số mệnh để rồi buông xuôi. Con người thì cố gắng bươn chải, cố gắng tìm đường nghĩ cách để tìm ra hướng mới cho cuộc đời. Thế nhưng có những hướng mới khiến người ta thay đổi, lại có những hướng mới làm người ta một lần nữa rơi vào khó khăn, khủng hoảng. Câu chuyện hôm nay mà Nhã Quỳnh mang đến với quý khán giả, đó là một câu chuyện xót xa của đôi vợ chồng trẻ, anh Nguyễn Trường Sơn và chị Trần Thị Thúy Kiều, ngụ tại tổ 1, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riền, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Anh Sơn bị suy thận đã nhiều năm, đến nay bệnh đã vào giai đoạn cuối, không còn sức để lao động. Một mình chị Kiều vừa lo chạy chữa bệnh cho chồng, vừa lo nuôi hai con ăn học. Ngỡ tưởng đó là khó khăn không thể khó hơn, ngờ đâu tai nạn lại xảy ra bất ngờ, khiến cuộc sống gia đình thêm chất chồng gian khó. Chiều xuống, bóng chiều đổ dài trước căn nhà nhỏ, vắng liêu xiêu, rều rã. Kiều ngồi thừ đó, mắt hướng ra phía đường lớn. Hai đứa con cũng ngồi kề cạnh mẹ ngóng đợi. Cả ba đang chờ cái bóng dáng quen thuộc trở về. Từ mấy tháng nay, cứ đều đặn mỗi tuần 3 lần như vậy. Đến giờ này là anh Sơn chạy thận xong và cố gắng từ bệnh viện đã trở về nhà. Ngóng mãi một hồi lâu, chị Kiều mới thấy dáng anh cày cày đi chậm chậm từ xa xa. Hớt hải đứng bật dậy, chị chạy lại dìu chồng vào nhà, lại cần cốt giường rồi đỡ chồng nằm xuống. Chị ngồi xuống kế bên, chỉ nhìn chồng mà không nói gì. Mãi một lúc sau biết anh trở mệt phần nào, Kiều mới cất tiếng hỏi. Hôm nay chạy thận xong mệt lắm nên về trễ hả anh? Anh Sơn lặng im không nói, mắt hờ khép lại. Chị Kiều lại tiếp. Lần sau em đưa anh đi, chứ càng ngày anh đi càng lâu, em ở nhà không yên được. Anh Sơn nhăn nhăn khuôn mặt thều thào. Em ở nhà còn lo làm công chuyện, rồi còn phải chồm chừng con. Anh không sao đâu, đừng có lo. Định tiếp lời chồng, nhưng Kiều biết có nói nữa thì chồng chị cũng một mực như vậy. Chị im lặng cứ ngồi đó mà mắt cứ rưng rưng. Năm 2008, trong một cơn đau dữ dội, anh Sơn phải vào nhập viện. Lúc đó bác sĩ mới phát hiện anh bị suy thận.
Vậy chữa không biết bao nhiêu nơi, vậy mượn biết bao nhiêu tiền của, vậy mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Từ đầu năm nay anh bắt đầu phải chạy thận một tuần 3 lần, đi từ sáng sớm đến chiều mới về đến. Cứ về nhà là anh lại nằm vật ra mệt mỏi, không còn sức lực, không còn nói năng vui vẻ như xưa. Nước da thì xinh xỉn màu, người thì gầy ốm tông teo. Thương chồng lắm, nhưng Kiều không biết phải làm sao. Ở cái vùng hẻo lánh này, công việc duy nhất có thể làm là nhận hạt điều về cào vỏ rồi mang phân loại. Làm chỉ được khoảng 2 triệu một tháng, tiền đó chỉ đủ cho 4 miệng ăn trong nhà. Nhưng có mùa không có việc để làm, nên có khi trường thông báo đóng tiền học cho 2 đứa nhỏ, Kiều cũng chả còn đồng nào trong người để nộp. Lắm lúc đến ngày chồng phải chạy thận mà trong nhà chẳng còn đủ tiền để xoay. Anh bảo thôi, hôm nay không vào bệnh viện nữa, không đi 1-2 hôm chắc chẳng bị sao đâu. Cũng đành bấm bụng mà chịu. Thế nhưng Kiều biết chồng đau, dù anh gắng nói gắng cười để vợ an lòng. Thế là chị lại chạy dây đồ này đắp đồ kia, nợ cứ chồng dần lên cao, không biết sao mà trả. Sáng nay Kiều dậy từ rất sớm, lông ngóng trông đứng trông ngồi, bởi tối qua có người em qua nhà thăm, nhìn cảnh gia đình thương quá nên nó ngỏ ý cho mượn chiếc xe nước mía để bán thử vài bữa coi có được hay không. Kiều mừng từ tối qua đến giờ không ngủ được, cứ nằm nhẩm tính thử một ngày lấy bao nhiêu mía về để bán, và bán được bao nhiêu ly thì đủ tiền cho chồng đi chạy thận. Kiều thấy lòng vui lắm. Mùa này trời nắng nóng nên Kiều cũng được kha khá khách ủng hộ. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, ngày nào cũng có khách quen, khách lạ đến quán. Cả gia đình nhỏ như được tiếp thêm sức lực, 2 vợ chồng và 2 đứa con ăn bữa cơm đạm bạc mà bỗng thấy ngon hơn mọi ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi bắt đầu công việc mới. Kiều nghĩ đến ngoài bán nước mía sẽ bán thêm cà phê, nước ngọt, rồi sẽ mở cả một tiệm tạp hóa bán bánh kẹo cho đám học sinh gần nhà, rồi cả bán mắm muối, bột ngọt cho cô bác hàng xóm xung quanh. Như vậy, Kiều sẽ có được thêm nhiều tiền để chạy chữa bệnh của chồng. Rồi anh sẽ hết bệnh và sẽ cùng Kiều để buôn bán, để trả nợ dần dần và nuôi cho 2 con ăn học thành người. Miên man theo dòng suy nghĩ, Kiều làm mọi thứ theo quán tính, bật điện máy ép lên, rồi đẩy những cây mía qua khi ép máy. Mắt liếc nhìn xa xăm, ngóng ngóng chồng về. Bỗng bàn tay đang cầm khúc mía theo đà chạy vào khe của máy ép. Cây máy công suất cao nên nghiền lấy nghiền để những thứ gì nó cuốn vào được. Kiều thét lên, quán tính giật tay ra, nhưng chiếc máy vẫn cố ngốn nát mọi thứ. Nghe tiếng Kiều thất thanh, mọi người xung quanh chạy đến tắt nguồn điện và lôi tay Kiều ra khỏi lô ép máy. Máu nhỏ giọt lã chả, Kiều liệm ngất đi. Xung quanh mọi thứ mờ dần, chỉ còn lao xao tiếng người la hét vọng về. Tôi vào bệnh viện tỉnh, bệnh viện yêu cầu phải tháo khớp bàn tay. Không đành lòng, gia đình xin chuyển viện để đưa Kiều lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn, vì hy vọng có thể cứu chẳng được mọi thứ. Cũng may, sau nhiều giờ nối ghép các dây thần kinh, bàn tay đã giữ được. Sau ca mổ, sáng nay Kiều bắt đầu tỉnh dậy, lờ ngờ mở mắt nhìn mọi thứ, quanh quất, đều là một màu trắng xóa. Kiều bắt đầu nhớ đến mọi chuyện và giật mình hoảng hốt. Trời ơi! Bàn tay bị dày thì làm sao mà buôn bán, mà kiếm tiền cho chồng chạy thận, cho con đi học? Làm sao? Làm sao? Bao nhiêu thứ dồn dập hiện ra trong đầu, làm Kiều quên cả cái đau nhất của vết thương. Thì ra, mọi điều đều là sự thật chứ không phải rằng mình vừa gặp cơn ác mộng. Nhìn xuống bàn tay trắng xóa một màu băng quấn chặt, bàn tay may mắn giữ được. Nhưng 4 ngón tay bị dập nát nên chỉ còn 1 ngón tay cái là có thể cử động được mà thôi. Như vậy nghĩa là từ đây Kiều chỉ còn 6 ngón tay là có thể hoạt động được. Nước mắt Kiều lã chả tuôn. Không phải vì đau, không phải vì xót những ngón tay đã dập nát, mà Kiều hiểu rằng Kiều đã không còn có thể làm được mọi việc như lúc trước.
Trước đã khó khăn, giờ lại thêm khó khăn chồng chất. Với một bàn tay trái thì sao có thể làm công việc cạo giỏ điều, một ngón tay phải thì làm sao cột tóc cho con gái, giặt giũ quần áo, dọn nấu cơm cho gia đình. Kiều mơ hồ nghĩ về cuộc sống tương lai, biết làm gì đây để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và chăm lo cho các con đi học. Cuộc sống tương lai gia đình Kiều như đang dừng lại và phủ trùm lên đó u ám một màu tối. Quý vị thân mến, trong một gia đình chẳng may có ai đó bị đau bệnh nặng thì đã gặp rất nhiều những khó khăn trở ngại. Vậy mà với gia đình chị Kiều, anh Sơn đang phải chạy thận một tuần 3 lần với mỗi lần như vậy là 1.200.000 đồng. Trong khi đó, thu nhập của chị Kiều chỉ là 2.000.000 một tháng. Cuộc sống quá khó khăn, nay lại thêm tai nạn bất ngờ khiến bàn tay phải của chị Kiều không còn có thể cử động như trước. Đây là câu chuyện mà các dòng sống đã đến và trợ giúp vào năm 2011, ngay đúng thời điểm chị Kiều bị tai nạn mà không biết bố víu vào đâu để tiếp tục hy vọng. Sự trợ giúp kịp thời của chương trình đã mang đến cho chị một số tiền để chị tiếp tục chạy chữa tình trạng bệnh. Đến nay, bàn tay chị đã hoạt động thêm được một ngón tay nữa. Cô giống đầu tư để hai vợ chồng cùng buôn bán, trả bớt nợ nần và yên tâm mà lo chạy chữa bệnh tình của chồng, cũng như nuôi hai con ăn học đến nơi đến chốn. Vậy đó, cuộc sống không cho không ai một thứ gì và cũng không lấy đi hết của ai tất cả. Hãy hy vọng và đặt niềm tin của bạn vào tương lai và hãy làm mọi thứ bằng tất cả sức lực, trái tim và nhiệt huyết của mình. Chắc chắn rằng mọi điều tốt đẹp sẽ chờ đón bạn. Những câu chuyện mà chúng tôi kể trong chương trình Những Câu Chuyện Đời là những câu chuyện mà ở đó nhân vật gặp vô vàn những khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng tự trong sâu thẳm họ vẫn vươn lên, vẫn cố gắng vượt qua. Vì vậy, họ cần lắm những chia sẻ, những yêu thương, hay mở lòng ra để xoa dịu những nỗi đau và mang đến niềm vui, mang động lực, giúp cho những người bất hạnh có thêm niềm tin mà sống tiếp và sống tốt hơn ở tương lai. Thông tin xin gửi về Ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838207084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@gmail.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được phép khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Được tích hợp trên website http://những-cauchuyendoi.com và http://những-cauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát lúc 12:00 chủ nhật và 12:00 thứ hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần. Phát sóng lúc 9:30 thứ bảy và 22:00 chủ nhật trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Phát lúc 5:35 và 11:47 thứ năm. Phát lần hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Mỗi tuần phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Các Dòng Sống. Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lát xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên Công ty Du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty Du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực.
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.